chào các bạn, mình lại xuất hiện trong một bối cảnh rất là Cầu Móng, quận 4. Đây, bữa nay nắng đẹp ghê luôn. Còn sau lưng phía xa xa kia chỗ này nè, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Bữa nay mình lại xuất hiện ở đây có lý do các bạn. Chỗ này đẹp quá nè, đứng đây nắng đẹp ghê. Chỗ này bữa nay nắng đẹp, bữa nay mà mưa gió nữa thôi, bình thường ở đây quay bị mưa lắm, mà bữa nay tháng 3/2024 đỉnh điểm mùa khô mà mưa nữa thôi, nắng tới bà luôn nè. Mưa nữa là mình hết nói luôn. Giờ mình sẽ đi lên phía trên đây nha. Một con đường, một cái bối cảnh thân quen. Bao nhiêu năm rồi. Đây, lú lên trở lại với nắng. Sau lưng đây là cái tòa nhà. Cái tòa nhà này có liên quan video ngày hôm nay các bạn. Bởi vì đợt trước mình có quay một video, nhưng bữa đó mình đi tư vấn cho một cái anh trong cái vụ tranh chấp lao động. Anh ấy sắp bị công ty cho nghỉ đó, nghe hướng giải quyết làm sao để anh về anh suy nghĩ. Bữa đó mình post cái video lên liên quan đến cái tòa nhà này nè. Xong cái bữa nay có khách hàng mà xem video của mình đó, họ cũng ở trong đó luôn. Rất là trùng hợp, cho nên là họ hẹn mình đến đây uống quán cà phê ở dưới á, rồi nói chuyện tư vấn. Bữa nay dưới đây còn bóng rác quá trời luôn các bạn. Cảnh thì đẹp đó nhưng mà đừng có nhìn xuống sông nha, cái sông rác không à. Mà bây giờ đứng đây nắng quá, nói chuyện hết video chắc là nám mặt luôn. Mình chỉ quay một vòng đây thôi, rồi mình đi xuống dưới kia mình kiếm chỗ nào mà mát mát mình quay chia sẻ với các bạn về câu chuyện ngày hôm nay. Cái kính của mình nó không phải bị lệch đâu các bạn. Dễ thương ghê. Có bữa mình quay video xong mình đăng lên á, có bạn nhắn tin là anh ơi sao đeo kính nó bị lệch rồi hư mắt thì sao. Không phải lệch đâu các bạn, tại cái mặt của mình nó bị méo. Khi đeo kính vô á, bên lông mày của mình bên đây nó cao hơn nè, bên đây nó thấp, cho nên là nhìn vô cứ tưởng là mình đeo kính lệch nhưng không phải, cái mặt mình nó méo. Vậy mà cũng có mấy bạn nhắn tin dễ thương ghê. Rồi quay lại câu chuyện chính của ngày hôm nay là bữa nay như mình kể đó, mình đi vô cái tòa nhà đó, mình gặp một người khách mới tư vấn một cái vụ về thừa kế thôi. Khách hàng của mình là một cái người lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi. Thì ngoài cái căn hộ mà họ đang ở thì họ có thêm một cái khoản tiền tiết kiệm cũng giá trị ở hai ngân hàng. Thì hôm nay mình gặp rồi mình tư vấn cho khách hàng của mình đó là nên lập di chúc ra làm sao. Rồi khách hàng cũng cho mình chụp những cái hồ sơ liên quan đó để về mình liên hệ với công chứng. Mình gửi cho công chứng hồ sơ trước rồi hẹn cái ngày ra để mà ký di chúc thôi cho nó nhanh. Chứ không thôi là đến cái bữa đem cái đó ra thì mới soạn thì nó sẽ lâu lắc. Thường mình làm cho khách hàng gặp nói chuyện tư vấn xong là mình đã chụp lại hồ sơ sẵn. Khách hàng ok là mình sẽ gửi công chứng làm. Trong một số trường hợp các bạn, ví dụ trường hợp này khách hàng của mình đi, phía vợ chồng của họ không còn sống, ba mẹ của họ cũng không còn luôn, họ chỉ còn hai người con thôi. Trong trường hợp không có di chúc thì hai người con của họ vẫn được thừa kế theo pháp luật rất là bình thường thôi. Tuy nhiên nếu mà để bình thường á, thông thường mình thấy các bạn khi mà ba mẹ còn sống thì không sao hết, nhưng mà đến lúc mà ba mẹ mất thì nó dễ xảy ra tranh chấp. Cho nên cái người khách hàng của mình gặp mình họ nói chuyện đó thì họ cũng biết được cái điểm đó, họ nghĩ là bây giờ còn sống thì con cái nó vậy, biết đâu sau này mình mất thì nó lại tranh giành, nó mất đi tình cảm anh em thì không hay. Cho nên khách hàng muốn là lập di chúc phân định rõ ràng luôn phần quay ra làm sao. Mình cũng chia sẻ luôn một cái thực tế là trong thực tế ví dụ không có di chúc, đúng là hai người con đó sẽ là người thừa kế theo pháp luật chia đều với di sản làm hai, nhưng mà trong trường hợp đó là cả hai người đều phải là hợp tác với nhau cùng ra văn phòng công chứng để công chứng viên họ chứng nhận cái việc là phân chia di sản như thế nào. Chứ còn trong trường hợp mà có một bên tranh chấp thì không có khai di sản một cách thuận lợi đâu các bạn. Quay trở lại trường hợp chúng ta có di chúc đi, sau khi phân định thì mình cảm thấy nó vẫn là chia đều mỗi người con 50-50 vậy thôi. Nhưng mà nó khác cái chỗ là ví dụ sau này cái người khách hàng này mất thì mỗi người con họ có cái di chúc của họ đó, họ chỉ cần sử dụng cái di chúc đó và đủ hồ sơ là họ có thể đã khai nhận cái di sản theo di chúc đó rồi. Nó hạn chế cái việc là mình phải đi gặp anh chị em của mình trao đổi coi có thống nhất cái việc phân chia di sản hay không. Nó khác chỗ đó đó các bạn, nó giúp cho cái việc là sau khi mà khách hàng qua đời thì hạn chế được cái việc là tranh chấp không đáng có xảy ra. Và trong trường hợp mà những người con mà họ hiếu thảo một chút hoặc là họ
nhớ về ba mẹ của mình đó, sẽ nghĩ đến cái chút à đây là ý nguyện, cái mong muốn cuối cùng của ba mẹ của mình, thì họ sẽ tôn trọng và họ không có tranh chấp nhiều. Nó khác so với cái việc là à, chia thừa kế theo pháp luật, nó vẫn chia ra 50-50, nhưng mà có khi là lúc đó người ta lại à, nói chung là họ sẽ kể lể công sức đóng góp rồi chăm sóc tùm lum thứ để họ đòi cái phần nhiều hơn chứ quanh 50-50, dẫn đến cái việc là khai nhận phân chia di sản nó hơi kéo dài chút xíu. Thì đó là cái điểm mà mình thấy nó lợi lớn nhất trong cái việc là chúng ta lập di chúc so với việc là không lập di chúc. Chứ thật ra cái trường hợp này không lập di chúc thì mai mốt những cái sổ tiết kiệm căn nhà đó mấy anh chị em vẫn chia đôi thôi. Nhưng mà nó, mình nói rồi, chia đôi nó lại người ta phân, ví dụ như là trong cái khối di sản này khách hàng của mình ước tính là căn nhà nó có giá trị khoảng 10 tỷ đi, còn cái khoản tiền tiết kiệm nó có giá trị khoảng 9 tỷ thì chia đôi thì nó cũng gần nhau chứ không phải là nó quá chênh lệch. Mình đang lấy một số ví dụ thôi nha. Chứ còn mà không có di chúc đến cái lúc mà chia thừa kế theo pháp luật, cả hai người đều là đồng sở hữu của căn nhà, của sổ tiết kiệm đó. Cái sổ tiết kiệm là tiền thì nó có thể dễ chia rồi. Mà đến lúc là căn nhà, có người thì muốn nhận nhà, còn có người thì muốn lấy giá trị thì nó dễ rồi ha. Nhưng mà trong trường hợp cả hai đều muốn nhận nhà thì ai sẽ là người nhận nhà, rồi trả tiền lại cho người kia bao nhiêu? Có thể là nó không có tranh chấp quá nhiều, nhưng mà đến cái việc chia cái phần giá trị ra làm sao thì nó cũng hơi phức tạp đó. Cho nên là những cô chú có sự chuẩn bị các bạn thì họ sẽ thường lập di chúc để phân định rõ, xác định rõ cái ý chí, cái nguyện vọng của mình về những cái tài sản của họ để lại cho con cái như thế nào sau này đó. Mà họ mong muốn là con của mình nó đỡ tranh chấp hơn. Mình thấy điểm đó rất là hay đó các bạn. Không phải là mình xuống mọi người đi lập di chúc đâu. Mình đã làm nhiều cái vụ án về tranh chấp thừa kế rồi, mình thấy tranh chấp rất là dữ dội. Còn một số trường hợp mà có di chúc mà di chúc nó hợp pháp thì tranh chấp giải quyết nó cũng nhanh hơn so với cái việc là tranh chấp không có di chúc các bạn. Rồi chia sẻ sơ hơn chút về cái bối cảnh tại sao ngày hôm nay mình đi ra cái chỗ này lại ha. Bữa nay là một ngày đẹp trời. Mình nhớ mấy lần trước mình ra quay có khi mình đang quay trời mưa các bạn. Bữa nay là tháng 3 năm 2024 mà mưa nó thôi luôn. Ngay đỉnh điểm mùa khô ra đây mà quay video mưa nữa là mình hên lắm. Rồi quay một vòng đây. Còn mong một ngày không mưa gió, một ngày trời nắng đẹp nha.